Sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử và tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống thay thế, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cuối cùng đã đạt được vị trí mà bà Hằng mong đợi lâu nay, trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và có thể là Tổng thống. Tuy nhiên, hành trình sắp tới đầy dễ khó khăn, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Theo BBC và Sky News, bà Harris sẽ chỉ có 3 tháng để vận động và đoàn kết đảng cũng như các nhà tài trợ đứng sau bà. Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi trong vài tuần qua vì đã bảo vệ mạnh mẽ tổng thống Biden, song một số đảng viên Đảng Dân chủ vẫn lo ngại về hai năm đầu cầm quyền không ổn định của bà Harris, cũng như sức nặng của một lịch sử lâu dài về phân biệt chủng tộc và giới tính ở Mỹ. Không ai biết rõ quá trình chọn một ứng viên tổng thống mới sẽ thế nào khi tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, nhiều đảng viên dân chủ nói, bất kỳ quá trình nào cũng sẽ kết thúc nhanh chóng với việc phó tổng thống Kamala Harris là người được đề cử. Theo Sky News, bà Kamala Harris đã khẳng định vị thế của mình trong lịch sử chính trị Mỹ khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức phó tổng thống cách đây 4 năm. Các chính trị gia và nhà hoạt động đã chia sẻ về quan điểm của mình khi ngày bầu cử đến gần và xét tới mức độ ấn tượng của họ đối với cách phó tổng thống xử lý cuộc khủng hoảng của Đảng Dân Chủ trong tuần này. Họ cho rằng, thay vì lên kế hoạch cho mình, phó tổng thống Harris đã thể hiện sự nhiệt huyết và trung thành với ông Biden tại một loạt điểm tranh cử. Một hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ cho hay, tôi tin rằng người đó phải là phó tổng thống bà ấy đang tham gia chiến dịch một cách tích cực và là người kế nhiệm đương nhiên. Điều quan trọng là trong kịch bản phó tổng thống không phải là người được đề cử thì chúng ta phải tập hợp xung quanh bà ấy ngay lập tức. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Jimmy Harrison cũng ra tuyên bố nêu rõ đảng này sẽ thực hiện quy trình minh bạch và có trật tự để lựa chọn ra ứng cử viên mới thay thế tổng thống Joe Biden. Sau khi ông chủ thứ 46 của nhà trắng tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, tuyên bố khẳng định trong những ngày tới Đảng dân chủ sẽ triển khai quy trình minh bạch và có trật tự với một ứng cử viên có thể đánh bại ông Donald Trump vào tháng 11. Trong khi đó, Phó tổng thống Kamala Harris, ca ngợi tổng thống Biden đã đưa ra quyết định mang tinh thần yêu nước, đồng thời tuyên bố sẽ giành được đề cử của Đảng dân chủ và đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Harris bày tỏ, với hành động quên mình vì người khác và mang tinh thần yêu nước, tổng thống Biden đã làm những gì mà ông từng thực hiện suốt cuộc đời phụng sự của mình. Đó là đặt lợi ích của nhân dân Mỹ và đất nước chúng ta lên trên hết. Tôi vinh dự nhận được sự tiến cử của tổng thống. Bà cam kết sẽ cố gắng củng cố khối đoàn kết của Đảng dân chủ và thống nhất đất nước chúng ta đánh bại ông Donald Trump. Sau một thời gian ngắn kêu gọi đoàn kết vào đầu tuần này, ông Trump đã trở lại với chiến thuật tranh cử thông thường của mình khi sử dụng những ngôn từ để tấn công đối thủ, đồng thời lặp lại một loạt tuyên bố sai sự thật về nhập cư nền kinh tế và gian lận bầu cử trong bài phát biểu hôm 20 tháng 7 theo Reuters. Ông Trump nhiều lần chế nhau Tổng thống Mỹ Joe Biden yếu đuối, đồng thời chế giễu cả các đảng viên cấp cao của Đảng Dân Chủ, đặc biệt là bà Pelosi với từ ngữ nặng nề. Báo chí Mỹ đưa tin cựu chủ tịch Hạ viện Pelosi đang cố gắng thuyết phục ông Biden chấm dứt nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng. Theo hãng tin Reuters, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về việc cựu Tổng thống so sánh bà Pelosi với từ ngữ không đẹp. Nói về vụ ám sát hụt, cựu Tổng thống cho biết ông đã may mắn sống sót nhờ Chúa che chở và nhận một viên đạn vì dân chủ trong tiếng gieo hò của những người ủng hộ. Ông tuyên bố vào thời điểm này năm sau, biên giới Mỹ sẽ được đảm bảo an toàn, lạm phát sẽ giảm bớt, nền kinh tế của Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại và sự lạc quan sẽ tăng cao. Ông Trump châm biếm rằng việc nhập cư đã cứu mạng ông vì ông tránh được viên đạn từ tay súng Thomas Matthew Krups nhờ quay sang chỉ vào một biểu đồ lớn về chính sách nhập cư dưới thời ông cầm quyền. Trong bài phát biểu hôm 20 tháng 7, ông Trump cho biết ông có kế hoạch trục xuất hàng loạt những người di cư bất hợp pháp một khi trở lại Nhà Trắng. Ở chiều ngược lại, thông tin trên truyền thông Mỹ cho rằng Tổng thống Mỹ Biden không còn chắc chắn sẽ là ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Ông Biden đang đối mặt với lời kêu gọi ngừng tranh cử từ nhiều đảng viên cấp cao đảng Dân Chủ. Trong bối cảnh đương kim Tổng thống Mỹ có nhiều biểu hiện đáng lo ngại về mặt sức khỏe khi nhiều lần nói năng nhầm lẫn và tranh luận kém trước ông Trump cuối tháng 6 vừa qua. Tận dụng mặt này, ông Trump trong buổi vận động tranh cử không ngừng tấn công đảng Dân Chủ, nói rằng đảng này không biết ứng cử viên của họ là ai và hiện họ đang muốn lấy lại phiếu bầu ứng cử viên của ông Biden. Cựu Tổng thống chỉ trích luận điểm ông Trump là mối đe dọa với nền dân chủ của Đảng Dân Chủ, cho rằng ông khi bị ám sát hụt hôm 13 tháng 7 đã hứng một viên đạn vì nền dân chủ. Cơ quan mật vụ Mỹ USSS đang nỗ lực tăng cường an ninh trước cuộc vận động tranh cử đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump kể từ vụ ám sát thất bại nhằm vào ông hồi tuần trước. Dẫn lời các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch, đài truyền hình CNN đưa tin các biện pháp đảm bảo an ninh xoay quanh các cuộc vận động tranh cử và sự kiện trong tương lai của ứng viên tranh cử chính thức của Đảng Cộng hòa đang được xem xét lại hoàn toàn, bao gồm địa điểm nên được tổ chức, dù là trong nhà hay ở ngoài trời. Các nguồn tin cho biết, các sự kiện ngoài trời dành cho cựu tổng thống Trump, như sự kiện ở Butler, bang Pennsylvania, nơi ông suýt bị ám sát, có thể sẽ bị đặc biệt hạn chế, nếu không muốn nói là bị loại bỏ hoàn toàn. Tại cuộc vận động tranh cử tổ chức ngày 20 tháng 7 giờ địa phương trong một nhà thi đấu ở Grand Rapids, bang Michigan, Cơ quan mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã tăng số lượng cảnh sát tuần tra và siết chặt an ninh cho sự kiện. Đây là sự kiện vận động tranh cử chính thức đầu tiên có sự tham gia của cả ứng viên tổng thống Donald Trump và ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ James David Vance. Trong cuộc họp hội đồng ủy viên ngày 18 tháng 7, cảnh sát trưởng quận Ken Brian Mueller cho biết, văn phòng cảnh sát trưởng đã nhận được yêu cầu vào phút cuối từ cơ quan mật vụ, điều động 60 nhân viên an ninh thay vì 50 như lúc đầu để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho sự kiện tranh cử. Theo các nguồn tin thân cận khác, bộ máy an ninh xung quanh cựu tổng thống Trump đã hoàn toàn thay đổi trong những ngày gần đây, bao gồm cả việc thông qua cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Một ví dụ về việc tăng cường an ninh này diễn ra vào đêm 18 tháng 7. Một máy bay trực thăng của lực lượng thực thi pháp luật New Jersey phải bay vòng quanh sân bay Newark hàng chục lần cho đến khi máy bay của ông Donald Trump đến và ông được bảo vệ trong đoàn xe hộ tống sau bài phát biểu tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. tờ Washington Post dẫn thông tin từ bốn nguồn tin nội bộ cho biết Trước đây, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng yêu cầu mật vụ Mỹ triển khai thêm các nhân viên mật vụ, máy dò kim loại và các tay súng chống bắn tỉa tại những sự kiện công cộng lớn mà ông tham gia. Tuy nhiên, những yêu cầu này của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đều bị các quan chức cấp cao của cơ quan mật vụ Mỹ từ chối với lý do họ không có đủ nguồn lực để thực thi. Tuy nhiên, mới đây, người phát ngôn cơ quan mật vụ Mỹ, Anthony Guglielmi, đã thừa nhận việc đội vận động của ông Trump đề nghị tăng cường an ninh, nhưng chỉ biết đến thông tin này sau khi vụ ám sát hụt xảy ra an ninh xung quanh dinh thự Malago của ông Trump cũng đã thay đổi. Sở cảnh sát Palm Beach ngày 18 tháng 7 thông báo phong tỏa các tuyến đường lân cận và quy định sẽ kéo dài đến hết cuộc bầu cử năm 2024. Hiện cơ quan mật vụ Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc thay đổi kế hoạch an ninh cho sự kiện tranh cử hay bảo vệ ông Trump.